Ozil Mark xử lý khá mạo hiểm. Van Bách pha chuyền dài lên cho Michael Olaha. Bàn Văn Đức có thể sút xa. Tỷ số là 2-0 trên sông Lam Nghệ An. Một tuyệt phẩm, một tuyệt phẩm trên sân Vinh vừa được Phan Văn Đức thực hiện. Chúng ta xem lại một lần nữa cú sút xa tuyệt đẹp của Phan Văn Đức, hạ gục Huỳnh Tuấn Linh. Bóng đi liệng rất khó chịu. 2-0 cho sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức lại một lần nữa rất trống trải, tuyệt vời. Tôi đã cảnh báo FC Đà Nẵng về Phan Văn Đức nhưng có vẻ như là họ không nghe thấy. Một lần nữa Phan Văn Đức tự chọn cho mình một khoảng trống. Một lần nữa Phan Văn Đức khống chế bước một hoàn hảo, và cùng với đó là một pha ra chân ở chất lượng rất cao, ở đẳng cấp rất cao, một bàn thắng cực đẹp của Phan Văn Đức. Chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp của vòng đấu này. Và không những thế, nó còn là ứng cử viên cực đẹp cho vòng đấu. Không có thể có gì để bàn cãi về bàn thắng này. Thực sự là một siêu phẩm, siêu phẩm ở đẳng cấp quốc tế. Phạm Văn Đức nguy hiểm, tuyệt vời. Siêu phẩm của Phạm Văn Đức, không thể có gì tả được với niềm vui của Văn Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Phan Đức, cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Một mình Phan Đức đã đánh bại FC Đà Nẵng với hai siêu phẩm. Trước sự bất lực của thủ thành Tuấn Mạnh, ngay cả việc mà đưa ra quyết định giảm dứt điểm ở vị trí mà Phan Đức đang có cũng là một điều quá tuyệt vời. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phan Văn Đức, cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao, bóng đập bên trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Quang Hải, đường truyền dành cho Phan Văn Đức. 3-0, 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam, và Phan Văn Đức đã có bàn thắng tại giải năm nay. Sau rất nhiều những cú dứt điểm thì cuối cùng thì Phan Văn Đức cũng đã có thể ghi được bàn thắng. Hiệp một là cú đá vô lê bằng chân trái, và vừa rồi là một pha xử lý bằng chân phải. Đây là tình huống dứt điểm nguy hiểm thứ ba mà Phan Văn Đức tạo ra trong trận đấu này. Hiệp một anh vô lê, và sau đó là còn một tình huống đối mặt với thủ thành đối phương. Và đến lần thứ ba này thì Phan Văn Đức mới được nở nụ cười khi mà trực tiếp ghi bàn. Một bàn thắng rất là xứng đáng với những nỗ lực và những thể hiện ở trên sân của Phan Văn Đức. Rất gọn gàng. Một chạm để giữ bóng. Và tình huống xử lý đó cũng đã giúp cho Phan Văn Đức thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Và cú xoay người để dứt điểm thật sự là đẳng cấp. Phạm Xuân Mạnh, đội phản công dành cho đội chủ nhà Phan Văn Đức. Quyết định lao bóng từ xa. Cơ vào. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho Phan Văn Đức và rất đáng tiếc cho sông Lam Nghệ An. Quan sát thấy thủ môn Dương Quang Tuấn đã lên cao, Phan Văn Đức đang quyết định có một tình huống lao bóng từ rất xa. Bóng còn ở bên phần sân của sông Lam Nghệ An. Chỉ tiếc là bóng đã đi cao một chút so với xa ngang khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một chút nữa thì một siêu phẩm và bàn thắng đẹp mắt đã được Phan Văn Đức tạo ra trong pha bóng vừa rồi.